đây cái dòng sản phẩm của trái đun tra nè. Bây giờ mình sẽ quy hộp ra cho các bạn coi bên trong nó gồm có những cái gì nha. Nguyên siêu luôn nha các bạn, sản phẩm nguyên siêu luôn đó, quy ra cho các bạn xem ngay tại chỗ luôn nha. Đây, khi mở cái hộp ra nè các bạn, thấy đẹp không đó, rất là đẹp nha các bạn. Đó, phụ kiện có cái hộp rất là xinh xắn. Đây, có giấy bảo hành luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mở ra cái sản phẩm này gồm có những cái gì bên trong nha. Đây, sản phẩm rất là đơn giản nha các bạn. Đó, rất là đơn giản. Chỉ có cái cổng dây sạc Type-C và một cái adapter được thôi. Đó. Đây các bạn, đó, nó sẽ báo cái dung lượng pin nè, dung lượng pin cho các bạn nè, các bạn nhìn thấy không? Đó là đẹp, đó, rất là đơn giản và gọn đó các bạn. Cái của mình đang xài là mic Type-C, đó, bây giờ mình sẽ cắm vô và mình thử test thử cho các bạn xem nha. Đó, thì bây giờ các bạn nghe thử thấy ok chưa? Bây giờ mình đang đứng khoảng cách giữa cái máy quay và cái mic vô check là khoảng 5m nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi lui xa hơn. Nhà thiết kế thì cái mic này có thể là các bạn thu được hơn 20m. Đó. Đây. Ở ngoài môi trường rất là ồn, ở ngoài bờ sông rất là ồn và đường xe chạy rất là ồn. Thì bây giờ mình đang đứng ở khoảng cách là 25m rồi các bạn. Không biết các bạn còn nghe rõ không? Đó, thì cái khoảng cách đó thì mình thấy là cũng ok rồi. Tại thực tế không ai mà đứng xa cả cây số để quay đâu. Cho nên là hiện giờ mình đang đứng là khoảng cách cũng 40m rồi các bạn. 40m, đó, các bạn nhìn thấy không? 40m mà các bạn nghe vẫn thấy rất rõ. Đây, mình đi. Đó, các bạn nhìn thấy. Cái này dành cho các phóng sự quảng cáo rồi nè các bạn. Rất là hay nha các bạn. Đó, các bạn thấy hay không? Đó, dưới một tủ thôi mà có một cái mic gần như là hoàn thiện để ghi lại những âm thanh cực kỳ hay và làm vlog cực kỳ hay đó các bạn. Đó, các bạn nào bên kênh TikTok thì các bạn có thể vô cái trang của mình, cái phía cái sản phẩm bên dưới để mua. Đó, các bạn thấy hay không? Rồi nếu hay các bạn hãy like và chia sẻ nha các bạn. Rất cảm ơn các bạn. Đó, thì hồi nãy là mình test là mình chưa gạt cái chế độ chống ồn. Và bây giờ chống ồn là giống như các bạn đang đứng ở phim trường nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đó, hôm nay trời Sài Gòn cực kỳ nắng nha các bạn. Đó, phong cảnh đẹp tuyệt vời. Đó. Ồ, trời Sài Gòn nhìn như là Singapore nha các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy sông Sài Gòn hôm nay rất là đã nha. View đẹp cực kỳ luôn. Đó, các bạn có thể ra ngoài đây để quay phim và chụp hình nha các bạn.